Báo cáo nghiên cứu về hình thức kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới do công ty bưu chính thương mại điện tử công bố mới đây cho thấy Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á về mua hàng trực tuyến xuyên biên giới với số lượng trung bình lên đến 104 đơn hàng một năm một người. Theo báo cáo, Việt Nam hiện đang chiếm 15% tổng thị trường mua sắm trực tuyến tại Đông Nam Á chỉ đứng sau Thái Lan với tỷ lệ 16% và ngang bằng với Philippines. Người Việt Nam yêu thích việc mua sắm online và đang dẫn đầu khu vực ở nhiều chỉ số. Cụ thể, 73% người trả lời tại Việt Nam cho biết thường xuyên mua hàng trên các nền tảng mua sắm thương mại điện tử và 59% đã từng nhiều lần đặt hàng hoặc mua sắm trên các website quốc tế.